Dĩ Mỹ xin chào các bạn. Em Dĩ Mỹ sẽ quay một cái hoạt trường của cái gốc cây xài, nó đừng dính đường dây điện này các bạn, nó tùm lum mà. Này là lên mình mé từ đọt từ gốc xuống các bạn, chứ không có đốt cao mọc được, sợ bởi vì điện kia nó cũng lâu rồi. Lấy cầm dây nó cột hết trơn mấy cái cọng kia vô. Bỏ đâu luôn. Trường đường sở cộng dây điện nha các bạn, sở dây điện nó mở ra là hạ từ tiện từ ống xuống nha các bạn. Dây điện đường dây mà trời giông gió quá rồi người ta sợ nguy hiểm. Nó mới cho hoa thợ này nè, gốc cây này nè. Cho người ta mới anh này là đúng. Từ thiện nha các bạn. Cây này cưa khó nha các bạn, mất người phụ lên tiếp nha các bạn, không có mà xu trẻ như mấy cây kia nha các bạn, dây không à, đó. Có một người đó là lấy bộ lúc xuống. Lên đông nhà đứng luôn các bạn ơi, à từ khúc trước. Cây này mất đứng chặn xe các bạn, tại vì nó rớt ở ngoài, nó dằn luôn đó, nó lồi lụm. Sợ từ cây rồi gốc này. Cực. Lên nữa đâu bạn, leo lên nữa đâu, tỉa cái đọt hết luôn. Đúng là nghề các bạn, nghề cưa cây bước cái giò này dính như cục hít nữa các bạn. Cây này cưa cũng khó ăn lắm các bạn, lâu lắm nha, tại vì nó chằng chịt quá. Cái này anh ta đeo các bạn, đeo quấn giò nha, để cái đọt đó nha các bạn. Rồi, nó gọn cái đọt đó các bạn. Ở
đó tiện từ gốc xuống nha. Không dám cho gớt cái một sẽ dính toàn tan nha các bạn. Rồi xong đó các bạn, rồi anh ta qua bằng qua cái độc bên đây các bạn. Anh dòm là nó tiện cái độc bên đây nè. Gắt cũng hiểu không? Giống là bắt buộc phải qua bên các bạn ơi. Đông đưa kìa, nguy hiểm không? Chà, khó ăn dữ ha. Khó các bạn ơi, quá là nó mất gốc rồi.
dính nữa các bạn ơi, toàn tan các bạn ơi. Đó các bạn, bị điện nó ăn vô trong thịt cây luôn các bạn. Rồi bỏ lên nóc nhà luôn. Rồi đó các bạn, chúng ta đang leo qua cái tượng bên đây, đang hạ cái biển nó xuống. Quá dễ chằn thì thằng dịch đó các bạn. Vậy là ta đã hoàn thành cái đọt mà còn là cái giống này trong Yeah.
xong rồi các bạn, còn cái góc là xong. Bye.